Thầy chào tất cả các em. Rất vui khi thầy được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay, thầy cho mình cùng nghiên cứu cực trị hàm bậc 3. Nói đến bài toán cực trị thì không thể không nói đến bài toán cực trị hàm bậc 3. Bây giờ thầy cho mình cùng vào lý thuyết của buổi học. Các em ghi một nhỏ lý thuyết. Cho hàm số bậc 3 y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d. Thứ nhất, điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị, hay nói cách khác, điều kiện để hàm số có cực đại, cực tiểu là phương trình y phẩy bằng 0. Các em lưu ý thầy, phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Hàm số bậc 3 có đạo hàm là biểu thức bậc 2. Như vậy là phương trình y phẩy bằng 0 là một phương trình bậc 2. Điều kiện để phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt là a khác 0, delta lớn hơn 0. Từ đó, các em sẽ suy được ra điều kiện của tham số bậc. Lý thuyết thứ hai đó là phương trình đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu. Hay nói cách khác, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc 3. Các em lấy biểu thức y chia cho biểu thức y phẩy được phần dư của phép chia là p nhân x cộng r. P và r là các số thực đưa cho các em. Từ đây thầy suy được ra đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu chính là y bằng p nhân x cộng với r. Bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các em đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 3 chính là phần dư của phép chia biểu thức y cho biểu thức y phẩy. Thầy gọi thương của phép chia y cho y phẩy là quy x. Hết từ đây thầy suy được ra hàm số của chúng ta có thể viết lại như sau: y bằng quy x nhân với y phẩy cộng với phần dư của phép chia chính là p nhân x cộng r. Được chưa các em? Từ đây thầy có giá trị cực tiểu, y cực tiểu sẽ bằng quy nhân của x cực tiểu này nhân với y phẩy tại x cực tiểu cộng với p nhân x cực tiểu cộng r. Để cho các em, thế nhưng các em lưu ý cho thầy là gì? X cực tiểu ở đây chính là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Do đó là gì? Thầy có được số hạng đầu tiên là bằng 0. Từ đây thầy suy được ra y cực tiểu sẽ bằng p nhân x cực tiểu cộng r. Tương tự như vậy thầy có được y cực đại sẽ bằng p nhân x cực đại cộng r. Bây giờ các em quan sát cho thầy một
và 2. Từ 1 và 2 thầy suy được ra tọa độ điểm cực tiểu và tọa độ điểm cực đại. Thỏa mãn phương trình đường thẳng y bằng p nhân x cộng r. Có đúng không các em? Từ đây thầy suy ra cực đại, cực tiểu, thỏa mãn. Phương trình đường thẳng y bằng p nhân với x cộng r. Và khi đó thì có được điều phải chứng minh. Đúng chưa các em? Đường thẳng đi qua cực đại cực tiểu chính là phần dư của phép chia biểu thức y cho biểu thức y vậy. Như vậy là phần lý thuyết tổng quát cực trị hàm bậc 3 thầy đã trình bày xong cho các em. Bây giờ thầy cho mình cùng vào các dạng toán cực trị hàm bậc 3. Các em ghi phần 2 nhỏ: các dạng toán cực trị hàm bậc 3. Với bài toán cực trị hàm bậc 3 thầy chia thành hai dạng. Dạng đầu tiên, kèm ghi dạng 1, cho hàm số y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng c cộng d. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn điều kiện f(x1, x2) bằng 0. f(x1, x2) là một biểu thức liên hệ giữa x1, x2. Với dạng thứ nhất này, các em thực hiện cho thầy các bước giải như sau. Bước 1, tính đạo hàm y phẩy bằng 3ax bình phương cộng 2bx cộng c. Từ đây các em suy ra phương trình y phẩy bằng 0 tương đương với 3ax bình cộng 2bx cộng c bằng 0. Và thì ký hiệu đây là phương trình 1. Chuyển sang bước làm số 2, các em tìm điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị. Điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị tương đương với phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Điều này tương đương với phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Và tương đương với A khác 0, delta lớn hơn 0. Các em lưu ý, các em có thể sử dụng điều kiện delta phải. Từ đây, các em suy ra bằng. Để cho các em chuyển sang bước làm thứ 3, ta có x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 1. Có đúng không các em? Hay nói khác là x1, x2 là hai nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Được chưa các em? Từ đây các em suy ra hệ thức VS x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Ở đây b đóng vai trò là 2b nhỏ, a đóng vai trò là 3 nhỏ. Các em quan sát vào phương trình 1 thì các em viết hệ thức VS ra. Được chưa các em? Rồi x1 nhân x2 bằng c trên a.
Kem viết ra. Thì gọi là S. B. Chuyển sang bước làm thứ tư. Kem kết hợp hệ thức VS với giả thiết để cho đó là Fx1, x2 bằng 0. Ta được hệ. X1 cộng x2 bằng S. X1 nhân x2 bằng P. F của x1 phẩy x2 bằng 0. Kem lưu ý cho thầy, hệ này gồm 3 phương trình và 3 ẩn là x1, x2 và m. Mục tiêu của thầy cho mình là tìm m. Do đó là gì? Kem khéo léo tìm hai nghiệm x1, x2 theo m. Và từ đó kem sẽ suy ra m cần gì. Được m rồi, kem lý kem phải kết hợp với m tìm được ở bước 2. Và kem kết luận. Được chưa kem? Thì nhắc lại dạng toán thứ nhất này như sau. Cho một hàm số bậc 3, tìm điều kiện để hàm số bậc 3 có hai điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn điều kiện fx1, x2 bằng 0. Kem lưu ý thầy, fx1, x2 là một biểu thức liên hệ giữa x1, x2. Với dạng toán này, kem thực hiện cho thầy 5 bước giải. Bước đầu tiên, tính đạo hàm, suy ra phương trình y phải bằng 0. Bước 2, kem tìm điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị. Thì tương đương với phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Và kem lưu ý cho thầy, phương trình y phẩy bằng 0 là một phương trình bậc 2. Việc tìm điều kiện để có hai nghiệm phân biệt rất đơn giản. A khác 0, delta lớn 0. Đề bài đã gọi x1, x2 là hoành độ của các điểm cực trị rồi. Do đó thầy có được ngay x1, x2 chính là nghiệm của phương trình y phải bằng 0. Thầy tiến hành viết hệ thức VS. Đó chính là bước 3. Bước 4 là kem kết hợp hệ thức VS với giả thiết để cho Fx1, x2 bằng 0. Kem được một hệ phương trình. Và kem giải hệ này, tìm ra m. Tìm được m rồi, kem đừng quên kết hợp với giá trị m tìm được ở bước 2. Và kem kết luận đó là bước thứ 5. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ áp dụng. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Thầy trích từ đề thi đại học QD năm 2012. Cho hàm số y bằng 2/3 x3 trừ đi m nhân x bình phương trừ đi 2 nhân m ngoài đơn 3m bình trừ 1 đóng ngoài đơn nhân x cộng 2/3. Tìm m để hàm số qua điểm cực trị x1, x2 sao cho x1 nhân x2 cộng với 2 nhân m ngoặc đơn x1 cộng x2 đóng ngoặc đơn bằng 1. Bây giờ thầy cho mình cùng áp dụng 5 bước giải của dạng toán thứ nhất vào ví dụ thứ nhất này. Kem quan sát lời giải. Thầy nhắc lại, bước đầu tiên, tính đạo hàm, suy ra phương trình y phải bằng 0. Ta có y phải ở đây là bằng 2x bình phương trừ đi 2mx trừ đi 2 nhân mẫu đơn 3m bình trừ 1 đóng ngoặc đơn. Thầy suy ra phương trình y phải bằng 0 tương đương với 2x bình phương trừ 2mx trừ 2 nhân bằng đơn 3m bình trừ 1 bằng 0. Thầy tiến hành chia cả
hai ví cho hai. Kem để nguyên cũng được, nhưng để tính toán cho dễ thì thầy trò mình tiến hành chia cả ví cho hai. X bình phương trừ đi mx. Ở đây thì có trừ m ngoặc đơn, 3m bình trừ 1 đóng ngoặc đơn. Thì phá ngoặc thì có trừ 3m bình cộng 1, thay đổi vị trí thì có cộng 1 trừ 3m bình bằng 0. Và đây chính là phương trình thứ nhất trong phần lý thuyết. Các em quan sát cho thầy phương trình thứ nhất là một phương trình bậc 2, đúng chưa các em? Thầy sẽ suy ra hệ số ABC ở đây, để tí nữa thầy cho mình vận dụng cho dễ. A là hệ số gắn với x bình bằng 1, B là hệ số gắn với x bằng trừ m, C là hằng số 1 trừ 3 m bình. Được chưa các em? Như vậy là thầy đã hoàn thành xong bước làm đầu tiên. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước làm thứ hai là gì? Tìm điều kiện để hàm số qua điểm cử trị, nghĩa là tìm điều kiện để phương trình y phẩy bằng không qua nghiệm phân biệt, và tương đương với tìm điều kiện để phương trình một này có hai nghiệm phân biệt. Điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị tương đương với phương trình một có hai nghiệm phân biệt, và hai nghiệm phân biệt này đề bài đã ký hiệu đó là x1,x2. Các em quan sát cho thầy phương trình một là một phương trình bậc 2 để có hai nghiệm phân biệt. Ngay từ khi học lớp 9, các em đã có điều kiện rồi. Đó là A khác 0, delta lớn hơn 0. Điều này tương đương với A ở đây bằng 1, khác 0 luôn đúng. Delta bằng B bình phương trừ 4AC, trừ M đóng mở ngoặc bình phương, trừ đi 4 nhân 1 nhân với 1 trừ 3 m bình lớn hơn 0, luôn đúng, bỏ qua. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải bất phương trình này, tìm bằng tương đương với m bình phương. Ở đây thầy có trừ 4 nhân với 1, đúng chưa ca? Trừ 4 cộng với gì? 12 m bình lớn hơn 0. Vậy là thì có được gì? Tương đương với 13 m bình trừ 4 lớn hơn 0. Đây là một bất phương trình bậc 2 ẩn là m. Để giải một bất phương trình bậc 2, kèm lưu ý cho thầy, chỉ cần quan tâm đến dấu của hệ số A và dấu của bất phương trình. Nếu mà cùng dấu thì ngoài khoảng hai nghiệm, còn khác dấu thì trong khoảng hai nghiệm. Ở đây các em nhìn cho thầy, hệ số A bằng 13 dương, dấu bất phương trình dương cùng dấu, nên thầy có được ngay nghiệm của chúng ta là ngoài khoảng hai nghiệm, m nhỏ hơn nghiệm nhỏ, m lớn hơn nghiệm lớn. Ở đây không số bằng nên đây thì không có số bằng. Các em hiểu chưa? Các em giải phương trình 13 m bình trừ 4 bằng 0. Khi đó các em tìm được ba hai nghiệm, m bằng cộng trừ bao nhiêu? 2 căn 13 chia cho 13. Hay nói khác là gì? Chính là bằng cộng trừ căn bậc 2 của 4 phần 13. Đấy. Vậy thì thầy có được là nghiệm nhỏ là trừ 2 căn 13 trên 13, nghiệm lớn là 2 căn 13 trên 13. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bước thứ hai, tìm điều kiện để hàm số qua điểm cực trị. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước thứ ba. Bước thứ ba là gì?
viết hệ thức VS của phương trình 1. Để cho các em, ta có x1 phẩy x2 là hai nghiệm của phương trình 1. Từ đây thầy suy được ra hệ thức VS x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, trừ b trên a bằng. Các em quan sát phương trình 1 ABC thầy đã viết rồi. A bằng 1, b bằng trừ m, c bằng 1 trừ 3 m bình. Như vậy thầy có trừ b trên a ở đây chính là bằng trừ của trừ m trên 1, kết quả bằng m. x1 nhân x2 bằng c trên a, nghĩa là bằng 1 trừ 3 m bình. Đúng không ke? Vậy là thầy đã hoàn thành cho kem xong bước làm số 3. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước thứ tư. Đó là gì? Kết hợp giả thiết để cho với hệ thức VS. Khi đó thầy cho mình sẽ có được một hệ gồm 3 ẩn x1, x2 và m. Nhưng mà mục tiêu thì cho mình tìm m. Các em hiểu chưa? Kết hợp giả thiết đề cho và hệ thức VS, ta được. Thì viết hệ thức VS trước. X1 cộng x2 bằng m. X1 nhân x2 bằng 1 trừ 3 m bình. Giả thiết đề cho x1 nhân x2 cộng 2 nhưng mà ngoặc đơn, x1 cộng x2 bằng 1. Đến đây kem dễ dàng. Thế được, thì cho mình chỉ cần thay phương trình 1, phương trình 2 này vào phương trình 3 là tìm được m rồi. Kem lưu ý nhé, mục tiêu của thầy cho mình là đi tìm m chứ không phải tìm x1, x2. Nên khi tìm được m rồi thầy dừng lại. Kem hiểu chưa? À vậy thì từ đây thầy có nương vừa. Kem thay xuống thì kem có được là gì? 1 trừ 3 m bình này chính là tích x1, x2 này, cộng với 2 x1 cộng x2 ở đây chính là m bằng 1. Kem hiểu chưa? Rồi, và đến đây kem rút gọn thôi. Chuyển vế thì kem có được trừ 3 m bình cộng 2m bằng 0. Giải phương trình này kem tìm được ra hai giá trị m. M bằng 0, m bằng 2/3. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho kem xong bước thứ tư. Bây giờ thầy cho mình chuyển sang bước thứ năm. Là gì? Kết hợp giá trị m tìm được ở bước thứ tư này với giá trị m tìm được ở bước thứ hai. Từ đó kem sẽ có được giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài này. Được chưa? Vậy ta có, kem lưu ý cho thầy là m tìm được ở bước thứ hai là gì? M nhỏ hơn trừ 2 căn 13 chia 13, hoặc là m lớn hơn 2 căn 13 trên 13. M tìm được ở bước thứ tư là m bằng 0 hoặc là m bằng 2/3. Như vậy là kết hợp lại thì thầy có được m bằng 2/3 thỏa mãn. Còn m bằng 0 này không thỏa mãn. Kem hiểu chưa? À, như vậy là thầy có được m bằng 2/3 thỏa mãn yêu cầu bài ra. À, như vậy là thầy đã hoàn thành cho kem xong ví dụ thứ nhất, thì trích từ đề thi đại học QD năm 2012. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ 2, cho hàm số y bằng 4x mũ 3 cộng với mx bình trừ 3x. Tìm m để hàm số qua hai điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn điều kiện x1 cộng với 4 lần x2 bằng 0. À, như vậy là ví dụ số 2 này vẫn thuộc dạng toán thứ nhất thầy cung cấp cho các em. Điều kiện cho trước ở đây chính là x1 cộng với 4 lần
x2 bằng 0. Bây giờ một lần nữa thì cho mình lại vận dụng lại các bước giải giống như ví dụ thứ nhất thầy đã làm. Các em quan sát. Bước đầu tiên thầy cho mình cùng tính đạo hàm và suy ra phương trình như phải không? 12x bình phương cộng 2mx trừ 3. Từ đây thì suy ra y phẩy bằng 0 tương đương với 12x bình cộng 2mx trừ 3 bằng 0. Đúng chưa các em? Rồi, đây chính là phương trình 1. Chuyển sang bước làm thứ 2. Thế cho mình tìm điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị x1, x2. Điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị x1, x2 tương đương với phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. x1, x2. Các em quan sát cho thầy phương trình 1. Đây là một phương trình bậc 2. Hệ số A bằng 12 khác 0. Để phương trình bậc 2 này có hai nghiệm phân biệt thì chỉ cần điều kiện delta lớn hơn 0. Đúng chưa các em? À, do hệ số A bằng 12 luôn khác 0 rồi nên thầy không biết được. Điều này tương đương với delta lớn hơn 0 và tương đương với, các em lưu ý, các em có thể sử dụng điều kiện delta phẩy ở đây. Thầy có là gì? 2m tất cả bình trừ đi 4ac. 4 nhân 12 nhân với trừ 3 lớn hơn 0. Ở đây thầy có là gì? À, 4m bình phương. Ở đây thầy có 4. Thầy chia cả về cho 4 luôn. Nên thầy có được là gì? M bình phương. Đúng cho các em. Âm nhân âm thành dương. Cộng với 36 lớn hơn 0. Các em lưu ý cho thầy là M bình thì luôn lớn bằng 0. Cộng 36 lớn hơn 0 với mặt bằng. À, như vậy là gì? Với mọi M thì hàm số của chúng ta luôn có hai điểm cực trị. À, vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bước làm số 2. Bước làm số 2 thì cho mình tìm ra là với mọi M, hay nói khác là M thuộc từ trừ vô cùng đến dương vô cùng. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang bước làm thứ 3. Bước làm thứ 3 là gì? Viết hệ thức VF của phương trình 1. Ta có x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 1. Từ đây thầy suy ra hệ thức VF. x1 cộng x2 bằng trừ b trên a bằng trừ của 2m chia cho 12 chính là gì? Trừ m chia cho 6. Được không các em? Rồi. Thế còn x1 nhân x2 bằng c trên a. C ở đây là bằng trừ 3, a bằng 12. Như vậy là thầy có được bằng trừ 1/4. Thầy đã hoàn thành cho các em xong bước làm thứ 3. Bước làm thứ 4 là thầy cho mình kết hợp giả thiết để cho với hệ thức VF. Kết hợp giả thiết đề cho với hệ thức VF ta được một hệ như sau gồm 3 phương trình. Thầy viết giả thiết đề cho trước. x1 cộng với 4 lần x2 bằng 0. Hệ thức VF là gì? x1
cộng x2. Ở đây nó bằng trừ m trên 6. x1 nhân x2 bằng trừ 1/4. Được chưa các em? Các em lưu ý cho thầy là mục tiêu của thầy cho mình là tìm m. Hệ này gồm 3 phương trình. Hai phương trình đầu tiên này thầy hoàn toàn giải được x1, x2 theo m. Và thầy thế vào phương trình thứ 3 này là thầy tìm được m. Các em hiểu chưa? Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải hai phương trình đầu tiên này. Để giải hai phương trình đầu tiên này rất dễ dàng, các em sử dụng phương pháp cộng đại số. Ở đây thầy trừ với vế, mất hết ẩn, x bỏ đi. Đúng chưa? Rồi, vậy thì từ đây suy ra là gì? Các em nhìn nhé, trừ với vế. Vậy là thầy có được 3 lần x2 ở đây bằng 0 trừ đi trừ m trên 6 chính là bằng m trên 6. Và thầy có được x2 bằng m chia cho 18. Được chưa các em? Và thầy suy được ra x1 là bằng gì? Trừ 4 lần x2. X2 đây. Như vậy thì có trừ 4 nhân với m chia cho 18. Các em tiến hành rút gọn cho thầy. Chia cả tử và mẫu cho 2. Như vậy là thầy có được trừ 2m chia cho 9. Đúng không các em? Rồi. Thầy thế x1, x2. Thầy khoanh x1, x2 để các em nhìn cho dễ. Vào phương trình thứ 3 này là thầy tìm được ra m. Đúng không? Rồi, vậy thì đây suy ra. Các em nhìn nhá, x1 là trừ 2m trên 9. Đúng không? Nhân với x2 m chia cho 18 bằng trừ 1/4. Trừ 1/4. Ở đây thầy tiến hành rút gọn đi. Dấu trừ này với dấu trừ này thầy rút gọn đi. Như vậy là thầy được, các em nhìn này, 2m bình là từ, đúng không? Chia cho 9 nhân với 18. Thầy rút gọn rất từ từ để các em nhìn. Bạn nào nhanh thì chúng ta giải ngay được. Ở đây các em có, các em nhìn nhé, m bình chia 9 nhân 9, đúng không? Chính là 81. Vậy là thầy có được m bình chia cho 81 bằng 1/4. Thầy có được m bình bằng 81/4. Và thầy có được m bằng cộng trừ căn 81/4 chính là cộng trừ 9/2. Vậy là ở bước làm thứ tư này, thầy tìm được ra m bằng cộng trừ 9/2. Ở bước làm thứ hai, thầy tìm được ra là với mọi m. Bây giờ thì kết hợp lại. Vậy là thầy có được ngay kết quả ở bước thứ năm ở đây là vậy, m bằng cộng trừ 9/2. Chính là giá trị m cần tìm của chúng ta. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ số 2. Và thông qua hai ví dụ thứ nhất, ví dụ thứ hai, thì bây giờ các em đã có thể vận dụng vào các bài toán tương tự được rồi. Các em lưu ý cho thầy, với dạng toán thứ nhất, các em thực hiện cho thầy 5 bước giải. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang dạng toán thứ hai. Các em ghi dạng 2 cho hàm số bậc 3 y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị a b thỏa mãn điều kiện cho trước. Điều kiện cho trước ở đây có thể là đoạn thẳng AB bằng một giá trị nào đó. Điều kiện cho trước ở đây có thể là điểm M đã biết tọa độ rồi, là trung điểm
của đoạn AB. Điều kiện cho trước ở đây có thể là tam giác ABC là một tam giác vuông tại C với điểm C đã biết tọa độ rồi. Điều kiện cho trước ở đây cũng có thể là diện tích tam giác ABC bằng một giá trị nào đó với điểm C cũng đã biết tọa độ rồi, vân vân. Tất cả các điều kiện đó thì gọi là điều kiện cho trước. Các em hiểu chưa? Như vậy là dạng toán thứ hai này khó hơn dạng toán thứ nhất một chút. Để giải được dạng toán thứ hai này, các em thực hiện cho thầy các bước giải như sau. Bước đầu tiên giống dạng toán thứ nhất là các em tính đạo hàm và suy ra phương trình y phải bằng 0. Ở đây thầy có biểu thức đạo hàm là 3ax bình cộng 2bx cộng c, và thầy suy ra phương trình y phải bằng 0 tương đương với 3ax bình cộng 2bx cộng c bằng 0. Nếu phương trình này rút gọn được thì các em tiến hành rút gọn và các em ký hiệu là phương trình 1. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bước làm thứ nhất giống như dạng toán 1. Chuyển sang bước làm thứ hai cũng giống dạng toán 1 là các em đi tìm điều kiện để hàm số có hai điểm cử trị tương đương với phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Và điều này tương đương với phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thì phương trình 1 phải là phương trình bậc 2 có biểu thức delta lớn hơn 0. A khác 0, delta lớn hơn 0. Từ đây kem suy ra mặt. Và kem cũng lưu ý rằng chúng ta có thể sử dụng điều kiện delta phải. Như vậy là hai bước làm đầu tiên giống dạng toán 1. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang bước làm thứ ba. Bước làm thứ ba này khác dạng toán 1. Bước làm thứ ba là tìm tọa độ hai điểm cực trị AB. Xảy ra hai trường hợp ở đây. Trường hợp đầu tiên và kem lưu ý cho thầy trường hợp này. Quan sát các đề thi từ năm 2002 đổ lại đây thì thầy thấy rằng toàn bộ các bài tập liên quan đến cực trị hàm bậc 3 thuộc dạng thứ hai này đều thuộc trường hợp 1. Trường hợp 1 đó là gì? Phương trình 1 có biểu thức delta là một biểu thức bình phương, nghĩa là khai căn được delta nha. Trường hợp biểu thức delta của phương trình 1 là một biểu thức bình phương. Các em lưu ý là một biểu thức bình phương, nghĩa là khai căn được. Được chưa? Thì ta thực hiện các bước giải sau. Bước đầu tiên là các em tiến hành giải phương trình 1, tìm rõ ra hai nghiệm x1, x2 theo bảng. Thì nhắc lại là chúng ta tiến hành giải rõ hai nghiệm x1, x2. Các em lưu ý rằng biểu thức delta của ta là một biểu thức bình phương nên thầy khai căn được. Thì thầy chỉ cần áp dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 thôi. Vì phương trình 1 là phương trình bậc 2 là thầy có được hai nghiệm x1, x2. Đúng chưa các em? Chuyển sang bước thứ hai là thầy thay lần lượt x bằng x1, x bằng x2 vào hàm số của chúng ta nha. Yeah.
thì thầy sẽ suy được ra Y1 phẩy Y2 sẽ được hai giá trị Y, chính là Y1, Y2. Và từ đó thầy suy được ra tọa độ hai điểm cực trị A, B. Được chưa? Cực trị A có tọa độ là X1, tương độ là Y1. Cực trị B có tọa độ là X2, tương độ là Y2. Các em hiểu chưa? Rồi, và các em lưu ý cho thầy là AB có tọa độ phụ thuộc vào tham số mặt. Đây là trường hợp mà thường xuyên được đề cập đến trong các kỳ thi. Các em lưu ý cho thầy, đó là biểu thức delta là một biểu thức bình thường. Thầy tiến hành giải rõ hai nghiệm x1, x2, thay vào hàm số tìm được ra hai giá trị y và có được tọa độ hai điểm cực trị. Thế cho mình cùng xét trường hợp số 2. Đây là trường hợp nâng cao. Thì nhắc lại, trường hợp số 2 này là trường hợp nâng cao. Đó là biểu thức delta không phải là biểu thức bình thường. Đấy. Việc giải x1, x2 ở đây là rất cồng kềnh nha. Được chưa? Việc giải x1, x2 rất cồng kềnh. Mở ngoặc đơn dạ. x1 phẩy x2 rất cồng kềnh. Hay nói khác là rất phức tạp. Thế trường hợp này thì thầy cho mình lại không đi giải rõ x1, x2 nữa. Được chưa? Thì ta làm như sau. Thứ nhất, các em đi tìm phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị nha. Tìm phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Đấy. Các em lưu ý cho thầy, trong phần lý thuyết tổng quát thầy đã nêu lấy biểu thức y chia cho biểu thức y phẩy tìm ra phần dư của phát triển, chính là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị, và thầy đã chứng minh cho các em, đúng chưa? Lấy biểu thức y chia cho biểu thức y phẩy được phần dư là p nhân x cộng với gì? Thế từ đây thì suy ra phương trình đường thẳng đi qua điểm cực trị là y bằng p nhân x cộng r. Chuyển sang bước tiếp theo là các em không đi giải rõ x1, x2 mà các em chỉ gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 1 nha. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 1. Và các em suy cho thầy hệ thực tỉ F. X1 cộng X2 X1 nhân X2 giống như dạng thứ nhất. Đúng chưa các em? Các em gọi X1, X2 là hai nghiệm. Sau đó các em suy ra hệ thực tỉ F cho thầy, chứ không giải rõ X1, X2. Các em ý thầy điều này. Và thầy có được tọa độ hai điểm cực trị A, hoành độ là x1. Muốn tìm tung độ, các em thay vào đường thẳng đi qua điểm cực trị này, chứ không thay vào hàm số. Vì nếu mà thay vào hàm số thì chúng ta có được một biểu thức liên hệ giữa x1 ở đây là một biểu thức bậc 3. Việc tính toán rất phức tạp. Cô đúng không? Thay vào đường thẳng đi qua hai điểm của chị này thì là bậc nhất. Đấy, vậy thầy có được p x1 cộng r. Cực trị b là x2 p x2 cộng r. Được chưa các em? À, như vậy là đã thầy đã hoàn thành cho các em xong bước thứ 3. Với bước thứ 3 này, các em lưu ý thầy cho mình có hai bài toán ở đây.
Bài toán thứ nhất là phương trình 1 của chúng ta có hai nghiệm đẹp, thầy gọi tắt là như vậy. Thì khi đó thầy giải rõ hai nghiệm này, thay vào hàm số tìm bậc 3 hai giá trị y và có được tọa độ hai điểm cực trị theo tham số bằng. Còn trường hợp số 2 đó là gì? Hai nghiệm của chúng ta cùng kênh phức tạp. Thì thầy tiến hành viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Hay nói khác là các em lấy cho thầy biểu thực y chia cho biểu thực y phải, tìm ra phần dư. Sau đó thầy gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 1. Nhưng thầy lại không giải mà thầy sử dụng hiện thực VN. Thầy có được tọa độ hai điểm cực trị của chúng ta phụ thuộc vào x1, x2. Các em hiểu chưa? Khác với trường hợp thứ nhất, tọa độ hai điểm cực trị chúng ta AB là chỉ phụ thuộc vào tham số m thôi. Vì m của chúng ta là đang là tham số cần tìm mà x1, x2 thầy lại giải được theo m. Các em hiểu chưa? Rồi, sau đó các em thực hiện cho thầy bước thứ tư. Ở đây là các em dựa vào giả thiết để cho, dựa vào giả thiết để cho mối liên hệ giữa A và B, hai điểm của chị này. Thì từ đó thầy suy được ra một phương trình hoặc một bất phương trình ẩn m và thầy tìm được ra m. Tìm được m rồi thì thầy cho mình thực hiện bước làm thứ 5 giống như dạng toán thứ nhất, đó là kết hợp giá trị m tìm được ở bước làm thứ 4 này với giá trị m tìm được ở bước làm thứ 2 và từ đó thầy có được giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài đặt. Các em hiểu chưa? Thầy nhắc lại các bước giải của dạng toán thứ 2, đó là bước 1 tính đạo hàm suy đa phương trình y phải bằng 0, bước 2 tìm điều kiện để hàm số có hai điểm cực trị tương đương với tìm điều kiện để phương trình y phải bằng 0 qua nghiệm phân biệt, bước 3 tìm tọa độ hai điểm cực trị. Xảy ra hai trường hợp ở đây. Trường hợp 1, hai nghiệm của phương trình 1 đẹp, nghĩa là biểu thức delta của chúng ta là một biểu thức bình phương. Các em giải rõ x1, x2 theo m, thay x1, x2 vào hàm số tìm ra y1, y2 có được tọa độ hai điểm cực trị AB theo m. Còn trường hợp hai nghiệm x1, x2 của chúng ta cồng kềnh phức tạp thì chúng ta sẽ không giải mà sẽ đi sử dụng hệ thức VS. Các em thực hiện bước làm đầu tiên viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Bước làm tiếp theo là hết viết hệ thức VS ở đây giống như dạng toán thứ nhất, suy ra tọa độ hai điểm cực trị theo x1, x2 và chuyển sang bước thứ tư, đó là dựa vào giả thiết để cho mối quan hệ giữa hai điểm cực trị AB. Thì khi đó thì sẽ có được một phương trình hoặc một bất phương trình ẩn m, giải tìm ra m kết hợp với m tìm được ở bước 2 thì thầy có được giá trị m cần tìm của chúng ta, đó chính là bước thứ 5 kết luận. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển vào một số ví dụ áp dụng. Ví dụ 3, thầy trích từ đề thi đại học khu B năm 2013 cho hàm số y bằng 2x mũ 3 trừ đi 3 nhân vào ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x bình cộng 6mx. Tìm m để hàm số qua điểm cực trị AB sao cho đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng có phương trình y bằng x cộng 2. À, vậy là ví dụ số 3 này thuộc dạng toán thứ 2 mà thầy đã trình bày cho các em. Với điều kiện cho trước ở đây là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị vuông góc với đường thẳng, đã biết phương trình là y bằng x cộng 2. Thầy có hai hướng làm ở đây. Hướng đầu tiên thì tìm điều kiện để hàm số qua hai điểm cực trị. Sau đó thầy đi tìm đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. Trong phần lý thuyết tổng quát thầy đã hướng dẫn các em cách tìm đường thẳng đi qua điểm cực trị rồi.
Từ đó thầy suy đặt ra hệ số góc của đường thẳng đi qua hình của chị. Từ đường thẳng đế cho này thầy suy được ra hệ số góc. Thầy lấy hai hệ số góc nhân nhau bằng trừ 1. Đây chính là điều kiện vuông góc. Từ đây thầy suy được ra tham số bằng. Hướng làm thứ hai là thầy thực hiện 5 bước giải của dạng toán thứ hai mà thầy đã trình bày cho các em. Và bây giờ thầy sẽ chữa cho các em theo hướng sử dụng 5 bước giải của dạng toán thứ hai. Các em quan sát lời giải. Thầy nhắc lại bước giải đầu tiên của dạng toán thứ hai là tính đạo hàm, suy ra phương trình y phải bằng 0. Ta có y phải ở đây bằng 6 x bình phương trừ 6 nhân bằng đơn mở cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng sao bằng. Thì suy ra phương trình y phải bằng 0 tương đương với 6 x bình trừ 6 nhân bằng đơn mở cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng sao bằng bằng 0. Với phương trình này các em dễ dàng nhận biết được chia cả hai vế cho 6 rút gọn đi đúng cho các em. Như vậy thì các em có x bình phương trừ m ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng m bằng 0. Và đây chính là phương trình 1 trong phần lý thuyết thầy đề cập đến. Đây là một phương trình bậc 2. Thầy xác định luôn hệ số ABC ở đây để thầy cho mình vận dụng cho dễ. A bằng 1, B bằng trừ m ngoặc đơn m cộng 1, C ở đây là bằng m. Các em hiểu chưa? Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bước làm đầu tiên. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển làm sang bước làm thứ hai là gì? Tìm điều kiện để hàm số qua điểm cử chỉ. Điều kiện để hàm số có hai điểm cử chỉ tương đương với phương trình y phải bằng 0 qua nghiệm phân biệt và tương đương với phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Phương trình 1 là một phương trình bậc 2 có hệ số A bằng 1 khác 0 rồi. Vậy là thầy trò mình chỉ cần điều kiện delta lớn hơn 0 là xong. Đúng chưa các em? Để tương đương với delta lớn hơn 0 và tương đương với B bình trừ 4AC trừ m ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương thì dấu trừ đem đi bình phương mở dấu dương. Như vậy là thầy có được m cộng 1 bình phương trừ đi 4 nhân 1 nhân m lớn hơn 0. Đến đây thầy có được, các em nhìn nhá, m bình phương cộng 2m cộng 1 trừ 4m lớn hơn 0. Tiến hành rút gọn thầy có được m bình phương trừ 2m cộng 1 lớn hơn 0 và tương đương với m trừ 1 tất cả bình lớn hơn 0. Các em lưu ý cho thầy là gì? M trừ 1 tất cả bình luôn gì? Lớn hơn hoặc bằng 0. Thế nhưng mà bất phương trình của chúng ta chỉ lấy dấu lớn hơn 0 thôi, bỏ dấu bằng đi. Điều này có nghĩa là gì? Tương đương với m trừ 1 tất cả bình khác 0, bỏ bằng 0 đi chính là dấu khác. Và thì tìm được ra ở đây là gì? M khác 1. Các em hiểu chưa? Như vậy là ở bước làm số 2 tìm được ra điều kiện m khác 1. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước làm thứ 3. Với bước làm thứ 3 là tìm tọa độ các điểm cử chỉ AB. Các em phải kiểm tra xem có thuộc trường hợp thứ nhất hay không. Thì các em nhìn cho thầy biểu thức delta. Đây biểu thức delta thì tính được chính là m trừ 1 tất cả bình, là một biểu thức bình phương hoàn toàn khai căn được. Nên thầy sẽ tiến hành giải rõ hai nghiệm của phương trình 1. Các em hoàn toàn có thể gì? Áp dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2, suy được ra hai nghiệm x1, x2. Hoặc là em nào nhanh thì thấy rằng gì? Phương trình 1 này có hệ số A cộng hệ số B cộng hệ số C bằng 0. Như vậy là phương trình sẽ có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng C trên A. Có đúng không các em? Còn không thì các em vẫn cứ áp dụng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 là các em có được x1, x2. Các em hiểu chưa? Rồi, phương trình 1 tương đương với x1 bằng 1, x2
bằng gì? À, C trên A ở đây nghĩa là bằng bao? Bây giờ thì cho mình sẽ thay lần lượt hai nghiệm này vào hàm số, tìm ra Y1, Y2 và có được tọa độ 2 điểm của chị. Với X bằng X1 bằng 1, thay vào hàm số, ta được Y bằng chỗ nào của X, kem thay bằng 1 vào. 2 nhân 1 mũ 3 trừ 3 nhân M cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 1 bình phương cộng 6M nhân với gì? 1. Đấy, kem tiến hành rút gọn cho thầy nè. Thầy rút gọn từ từ để tất cả các em đều theo dõi được. 2, ở đây thầy nhân vào thì có trừ 3M trừ 3 cộng 6M. Đúng cho các em? Rồi, tiến hành rút gọn. 6M trừ đi 3M bằng 3M. 2 trừ đi 3 bằng trừ 1. Như vậy là thầy có được Y1 đây. Và thầy có được cực chỉ A. Hoành độ ở đây là bằng 1. Tung độ ở đây 3M trừ 1. Tiếp theo, với x bằng x2 bằng m, các em lại thay vào hàm số, ta được. Các em lấy chỗ nào của x thì các em thay bằng m vào. Như vậy thì có, các em nhìn này, y ở đây sẽ bằng 2 nhân với m mũ 3 trừ đi 3 nhân m ngoặc đơn m cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân gì? M bình phương. Đúng chưa các em? Cộng với 6M nhân M. Thì cho mình cùng tiến hành nhân ra. 2M mũ 3, ở đây thì có trừ 3M bình nhân với M là trừ 3M mũ 3. Trừ 3M bình nhân 1 trừ đi 3M bình cộng 6M bình. Các em tiến hành rút gọn cho thầy thì các em có được là gì? À, trừ M mũ 3. Đúng không các em? Đấy. Và cộng với 3M bình. Đây chính là Y2. Đến đây thì có được cực trị B của chúng ta. Hoành độ là M. Tung độ chính là Y2, chính là trừ M mũ 3 cộng 3M bình. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bước làm số 3, tìm tọa độ hai điểm cực trị AB. Và ví dụ thứ ba này của chúng ta rơi vào trường hợp đầu tiên, biểu thức delta là biểu thức bình phương. Thầy hoàn toàn giải rõ được ra hai nghiệm x1, x2 theo bảo. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước làm thứ tư là khai thác giả thiết để cho. Bước làm thứ tư thì khai thác giả thiết. Ta có đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng thì gọi là D, Y bằng X cộng 2. Nên thì suy được ra điều kiện để hai đường thẳng vuông góc với nhau, đó là tích hai hệ số góc bằng trừ 1 K AB nhân với KD, ở đây là bằng trừ 1. Hệ số góc của đường thẳng AB nhân hệ số góc của đường thẳng D bằng trừ 1. Thích thì có, do đường thẳng D đã có dạng Y bằng A cộng B nên hệ số gắn X chính là hệ số góc của nó. Đúng chưa? À, vậy thì có được KD ở đây là bằng 1 rồi. Thế còn hệ số góc của đường thẳng AB ở đây chính là bằng tung độ của điểm B chính là Y2 trừ tung độ của điểm A ở đây chính là Y1 chia cho hoành độ của điểm B X2 trừ hoành độ của điểm A X1. Đưa cho các em thay vào.
Tương độ của điểm B chính là trừ m mũ 3 cộng với 3 m bình đóng mở ngoặc trừ đi m ngoặc đơn. Tương độ của điểm A 3 m trừ 1 ngoặc đơn. Tất cả chia cho x2 bằng m, x1 bằng 1. Thầy viết thế này không ảnh hưởng gì, do các em lưu ý ở bước 2 thì chúng mình đã tìm được điều kiện là gì? M khác 1 rồi nha. Thầy tiến hành rút gọn, các em nhìn nhé. Bằng thầy phá ngoặc ra trừ m mũ 3 cộng 3 m bình trừ 3 m cộng 1, tất cả chia cho m trừ 1. Các em hiểu chưa? Trên tử số hạng đầu tiên này thì nhóm với số hạng cuối cùng, hai số hạng ở giữa thì nhóm với nhau, đặt nhân tử chung chuyển về tích để rút gọn về mẫu. Các em nhìn, thế là dấu trừ ra ngoài thì có trừ m mũ 3 trừ đi 1 đóng ngoặc đơn là cộng với 3 m nhân với m ngoặc đơn, m trừ 1 đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho m trừ 1. Thầy nhắc lại, thầy đang thực hiện tìm hệ số góc của đường thẳng AB bằng, thầy có hàng đẳng thức, nếu 1 thầy viết bằng 1 mũ 3, như vậy thầy có m mũ 3 trừ đi 1 mũ 3 chính là m trừ 1 nhân bình phương thiếu của một tổng, m bình phương cộng m cộng 1, đúng chưa? Cộng với 3 m nhân m trừ 1, tất cả chia cho m trừ 1. Bây giờ thì trên tử các em chuyển được về tích rồi, m trừ 1 làm nhân tử chung, trong mẫu vuông của thầy có được trừ m ngoặc đơn, m bình cộng m cộng 1 m ngoặc đơn cộng 3 m đóng mẫu vuông lại, tất cả chia cho m trừ 1. Đến đây thì các em tiến hành rút gọn cho thầy. Đi thi các em không được gạch, ở đây thì gạch để các em dễ nhìn. À, vậy là mẫu của chúng ta bằng 1, thầy chỉ cần tiến hành rút gọn biểu thức trong mẫu vuông thôi. Thầy phá ngoặc thầy có trừ m bình phương, đúng chưa các em? Ở đây thì có trừ m cộng với 3 m, vậy là cộng 2 m. Thầy có trừ 1, đúng chưa? Trừ 1. Bây giờ thầy cho mình cùng thay vào điều kiện là hệ số góc của đường thẳng AB nhân hệ số góc của đường thẳng D bằng trừ 1. Đấy, từ đây thì suy ra trừ m bình phương cộng 2 m trừ 1 ở đây nhân với 1 là bằng trừ 1, đúng không các em? Rồi các em tiến hành rút gọn cho thầy, trừ m bình phương cộng 2 m trừ 1, các em chuyển trừ 1 sang cộng 1 bằng 0. Rút gọn thầy có được gì đây? À, rút gọn thầy có được trừ m bình phương cộng 2 m bằng 0. Giải phương trình này thầy tìm được ra hoặc m bằng 0 hoặc là m bằng 2. Được chưa các em? Vậy là ở bước làm thứ tư, dựa vào giả thiết để cho thầy tìm được ra hoặc m bằng 0 hoặc m bằng 2. Bây giờ thầy cho mình cùng kết hợp với giá trị m tìm được ở bước làm thứ hai. Ở bước làm thứ hai thì tìm được ra là gì? M khác 1. Nghĩa là lấy tất cả các giá trị m thuộc trục số bỏ đi điểm bằng 1, kết hợp với m bằng 0 hoặc m bằng 2. Như vậy là thầy có được ở bước làm thứ năm này. Vậy m của chúng ta bằng 0 hoặc m bằng 2. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ số 3. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang ví dụ thứ tư. Ví dụ thứ tư, thầy trích từ đề thi đại học khối B năm 2012. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ đi 3
mx bình cộng với 3m mũ 3. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị AB sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48 với O là gốc tọa độ. Như vậy là ví dụ thứ tư này thuộc dạng toán thứ hai trong phần lý thuyết thầy đã trình bày cho các em. Điều kiện cho trước ở đây đó là tam giác OAB có diện tích bằng 48 với O ở đây là gốc tọa độ. Thì cho mình sẽ thực hiện 5 bước giải như ở ví dụ thứ ba thầy đã thực hiện. Các em quan sát nửa giải. Bước 1, tính đạo hàm và suy ra phương trình y phẩy bằng 0. Ta có y phẩy ở đây bằng 3x bình trừ đi 6 m x, đúng chưa các em? Từ đây thầy suy ra y phẩy bằng 0 tương đương với 3x bình trừ 6 m x bằng 0. Đây là một phương trình đặc biệt, có đúng không các em? Thì đặt nhân tử chung là 3x ra ngoài thì có x trừ đi 2m bằng 0. Và thì có được hoặc x bằng 0 hoặc x bằng 2m. Chuyển sang bước làm thứ hai, thì cho mình tìm điều kiện để phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Các em lưu ý cho thầy phương trình y phẩy bằng 0 tương đương với hai trường hợp x bằng 0 hoặc x bằng 2m. Để phương trình này có hai nghiệm phân biệt thì các em chỉ cần gì? Điều kiện là 2m khác 0. Đúng chưa các em? Đây. Hàm số có hai điểm cực trị tương đương với phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Điều này tương đương với 2m khác 0 và thầy tìm được 3m khác 0. Vậy là ở bước làm thứ hai thì cho mình tìm được 3m khác 0. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang bước làm thứ ba là tìm tọa độ hai điểm cực trị AB. Các em lưu ý cho thầy phương trình 1 của chúng ta giải được ra x bằng 0 hoặc là x bằng 2m. Nên là rơi vào trường hợp đầu tiên trong phần lý thuyết. Đúng chưa các em? Phương trình y phẩy bằng 0 tương đương với hoặc x thì gọi là x1 bằng 0 hoặc x2 ở đây là bằng 2m. Thì ký hiệu nghiệm x1 x2. Với x bằng x1 bằng 0 thay vào hàm số thì thầy có được y ở đây, chỗ nào có x thì thay bằng 0 vào, 0 mũ 3 trừ 3m nhân 0 bình cộng 3m mũ 3, kết quả 3m mũ 3 và đây chính là y1. Thì suy được ra cực trị A 0 3m mũ 3 với x bằng x2 bằng 2m thay vào hàm số thì suy được ra y bằng chỗ nào của x thay bằng 2m vào, 2m đóng vào ngoặc tất cả 3 trừ đi 3m nhân với m ngoặc đơn, 2m đóng ngoặc đơn bình phương cộng với 3m mũ 3. Các em tiến hành rút gọn cho thầy kết quả bằng 8 m mũ 3. Đúng chưa các em? Rồi. Ở đây thì có trừ 12 m mũ 3 cộng với 3 m mũ 3. Rút gọn thầy có được kết quả bằng gì đây? Trừ m mũ 3. Và thầy suy được ra cực trị B hoành độ 2m tung độ trừ m mũ 3
Như vậy là thầy đã hoàn thành xong bước nào? Thứ 3. Đúng chưa các em? Tìm tọa độ các điểm cử chỉ. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang bước làm thứ 4, là khai thác giả thiết để cho. Giả thiết để cho tam giác OAB có diện tích bằng 48. Thầy phác họa tam giác để tính diện tích. Điểm O, đúng không? Điểm A ở đây là 0, 3m, 3. Được chưa? Điểm B là 2m, -m, 3. Để tính diện tích tam giác này, thì cho mình sẽ đi tính chiều cao và tính đoạn thẳng AB. Thế chiều cao chính là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB. Các em hiểu chưa? Thế cho mình sẽ đi tính đoạn thẳng AB này. Viết phương trình đường thẳng AB tính chiều cao. Rồi, thì có. Để tính được đoạn thẳng AB thì tính vector AB. Lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A. Kết quả là gì đây? 2m - 4m/3. Các em hiểu chưa? Và thầy suy được ra đoạn thẳng AB bằng căn bậc 2 của 2m tất cả bình cộng với -4m/3 tất cả bình. À, như vậy thì thầy có được, các em nhìn này, bằng căn bậc 2 của 4m/3, đúng không các em? Rồi, ở đây thì có được gì? Cộng với 16m/6. Vậy là thầy đã có được đoạn thẳng AB. Tiếp theo thì cho mình viết phương trình đường thẳng AB. Để viết phương trình đường thẳng AB thì thầy cho mình sẽ đi tìm vector chỉ phương hoặc phạt tuyến. Điểm đi qua, chọn một trong hai điểm A và B. Ở đây thì chọn điểm A, điểm đơn giản nhất. Đường thẳng AB đi qua điểm A tọa độ 0,3m/3. Được chưa? Vector chỉ phương U thì chọn bằng, ở đây thầy lấy là gì? 1/2m vector AB. Tại sao thầy lại lấy được 1/2m? Các em lưu cho thầy ở bước làm thứ hai, thầy cho mình đã tìm được điều kiện làm m khác không? Các em hiểu chưa? Và ở đây thì thầy có được tọa độ 1,-2m². Được chưa? Và thầy có phương trình đường thẳng AB. Thầy viết ở dạng chính tắc để thầy chuyển về tổng quát để còn tính khoảng cách. x-0/1 (y-3m/3) chia cho -2m². Bây giờ các em quy đồng lên và các em chuyển về thì các em sẽ có được phương trình tổng quát để còn áp dụng công thức khoảng cách. Quy đồng lên đây thì có được là -2m(x) chuyển sang bên đây. Như vậy thì có 2m(x) cộng y-3m/3 bằng 0. Đây chính là phương trình tổng quát của đường thẳng AB. Thì có được chiều cao của tam giác hạ từ đỉnh O sẽ bằng khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB. Theo công thức hình học phẳng, để tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, các em chỉ cần thay tọa độ điểm đó vào vế trái của phương trình đường thẳng, lấy trị tuyệt đối.
chia cho độ dài vectơ phạt tuyến. Bây giờ các em thay vào cho thầy. Không, không. Như vậy là trị tuyệt đối của trừ 3m mũ 3 chia cho căn bậc 2 của hệ số gắn với ẩn x bình phương cộng hệ số gắn ẩn y bình phương. 2m bình phương tất cả bình cộng với 1 bình phương. Được chưa các em? Rồi. Như vậy là thầy có được cái gì đây? Các em nhìn này, bằng trừ 3 thì đưa ra ngoài trị tuyệt đối bằng 3. Trị tuyệt đối của m mũ 3 chia cho căn bậc 2 của, ở đây thầy có được là gì? 4 m mũ 4 cộng 1. Vậy là thầy đã tính được chiều cao, tính được đoạn thẳng AB. Bây giờ thầy cho mình cùng áp dụng công thức diện tích. Thầy suy ra diện tích của tam giác OAB bằng 1/2 chiều cao nhân đoạn thẳng AB và bằng 1/2 chiều cao ở đây là 3 trị tuyệt đối của m mũ 3 chia cho căn bậc 2 của gì? 4 m mũ 4 cộng 1 nhân với đoạn thẳng AB căn bậc 2 của gì? 4 m bình phương cộng 16 m mũ 6. Các em hiểu chưa? Rồi. Các em nhìn cho thầy, thầy tiến hành rút gọn này. 1/2 nhân với 3 trị tuyệt đối của m mũ 3 chia cho căn bậc 2 của 4 m mũ 4 cộng 1 nhân với căn bậc 2 của biểu thức trong số căn này thì đặt nhân tử chung là 4 m bình, vậy là 1 cộng với 4 m mũ 4. Đúng chưa? 4 m bình này thầy đưa ra khỏi căn. Các em nhớ đưa ra khỏi căn phải có trị tuyệt đối bằng 1/2 nhân với 3 trị tuyệt đối của m mũ 3 nhân với gì? 2 trị tuyệt đối của m nhân với căn bậc 2 của 1 cộng với 4 m mũ 4 chia cho mẫu là căn bậc 2 của 4 m mũ 4 cộng 1. Thay đổi vị trí thì dễ nhìn, 1 cộng với 4 m mũ 4. Và đến đây thì thầy rút gọn hai biểu thức căn này đi. Đúng chưa? Hai này thì rút gọn đi. Như vậy là thầy có được ở đây kết quả bằng 3 trị tuyệt đối của m mũ 4. Phải không các em? Rồi. Và thầy có được kết quả theo giả thiết để cho đó là bằng 48. Và thầy có được m mũ 4 bằng 16. 16 này chính là 2 mũ 4. Được chưa? Như vậy là thầy tìm được ra m bằng cộng trừ 2. Vậy là ở bước làm thứ tư thầy tìm được ra m bằng cộng trừ 2 kết hợp với giá trị m tìm được ở bước làm thứ hai, thầy kết luận vậy m bằng cộng trừ 2. Đến đây thì thầy đã hoàn thành cho các em xong ví dụ thứ tư đại học khối B năm 2012, và ví dụ thứ tư cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Các em về nhà xem lại thật kỹ phần lý thuyết hai dạng toán cực trị của hàm bậc 3 cùng với 4 ví dụ thầy đã chữa cho các em và vận dụng vào các bài tập tương tự. Thì chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.